cho một trận chén ở đây. Ủa chứ, nghe rồi. Mình sẽ phải làm một món quà tặng sushi mới được. Đây, mình sẽ làm cho sushi một điều bất ngờ bằng chiếc viên kẹo này. Những viên kẹo này nó sẽ chảy ra. Lúc đấy chúng ta sẽ làm một chiếc bát nho nhỏ. Cho một chiếc chén vào đây. Ủa chứ, nghe rồi. Có một thứ rất là vi diệu luôn. Chị sẽ làm cho em một điều ngạc nhiên. Ủa, giòn thế. Càng giòn tan luôn. Tầm này vẫn còn nặng được bởi vì nó hẳn. Mình sẽ tấm que và cho em ra nha. Điều hoa thứ hai của mình. Sushi rất thích hoa hồng. Tiếc quá, mình à không kịp làm màu cho nó nữa. Lần sau mình hứa mình sẽ làm hoa màu hồng cho em ý. Này, có nghĩ gì mà kinh vậy? Sao? Chị đến à? Ồ, chị đến rồi. Chị đến từ bao giờ vậy? Ôi, chị đến một lúc rồi đấy. Nhưng mà chị gọi em chả thấy em đâu cả. Chị có một món quà tặng em. Ồ, thì hôm trước em trả cho chị rồi. Trời ơi, không nói nhiều nữa. Nó sắp hỏng mất rồi. Này, tặng em. Trời ơi, hoa hồng của chị không kịp tưới nước nên là nó bị héo. Đẹp không? Đẹp không? Bảy sắc cầu vồng chị á, tâm huyết lắm để làm cho em đây. Chút này nó bị mẻ rồi này. Ơ, sao chị lại ăn ba? Ô, thật cá mình. Bây giờ chị mới nói nhá. Cả buổi trưa này chị không ngủ luôn. Chị hì hục chị làm cho em đấy. Ừ, đây là bát hoa ăn được đấy. Ăn thử xem cái này là sô-cô-la. Em thích ăn sô-cô-la đúng không? Em có biết hạt sỏi này bằng gì không? Hạt sỏi này thì chị nói thật là không phải chị làm đâu, chị mua sẵn. Đấy, sỏi sô-cô-la đấy. Thì có cái bát này này. Cái sô-cô-la này chị phải làm bằng khuôn. Tới, ăn thì ăn nhanh nhá. Ăn nhai. Điều đặc biệt cái bát này cơ. Nhai thử xem. Giòn cơ không? Giòn không? Đấy, em có biết không? Chị phải ăn hì hục. Chị lặn mãi. Đúng chả nên bé. Ừ thì nó là kẹo đấy. Ui. Trời ơi. Mình làm suốt 40 triệu được 4 bông hoa. Nó ngồi nó ăn nó phát hết cả 4 bông hoa. Nó không để ý xem bà chị của nó thế nào. Nhưng mà em thấy chị làm giống không? Giống. Đẹp không? Bông hoa đẹp. Bông hoa đẹp với bông này còn nguyên bởi vì bông này nó to. Bởi bông kia nó bị bé. Chị lại để nhanh quá lên à. Là không được. Đây này, em phải ăn cả cái kẹo này nữa. Giòn không? Em thấy chị khéo không? Đây này, làm cái bát này là khó nhất luôn đấy. Cái quan trọng là cái bát thôi. Còn mấy viên sỏi này thì mình mua. Đây, chị đổ vào cho em thì... Em cầm cả bát em ăn đi. Chị mời em. Ngon á. Thế là ừ. Này, em thấy chị khéo không? Khéo. Không muốn làm giống chị không? Đó. Bây giờ chị với em vào bếp làm một cái. Tớ phải tặng mẹ em. Nhưng mà nhà em có sẵn kẹo không? Có chứ. Có kẹo à? Đúng, chỉ cần kẹo thôi. Sô-cô-la có rồi, chị thấy tủ nhà em có sô-cô-la. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình.